thao và du lịch Bắc Giang, tiền thân là Trường Văn hóa Nghệ thuật Hà Bắc, được thành lập ngày 27 tháng 5 năm 1966. Trải qua nửa thế kỷ, nhà trường đã vượt qua nhiều khó khăn gian khổ để phát triển và trưởng thành. Hiện tại, nhà trường đang có 4 khoa đào tạo chính, tập trung chủ yếu trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật. Ngoài ra còn tổ chức liên kết đào tạo tại chỗ, mở các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ văn hóa các huyện, thành phố trong tỉnh. Đến nay, 100% giáo viên của nhà trường có trình độ đại học chuyên ngành, trong đó 40% giáo viên có trình độ thạc sĩ. Cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy cũng đã từng bước được cải thiện. Từ ngôi trường này, nhiều nghệ sĩ có tên tuổi đã và đang cống hiến cho sự nghiệp văn hóa nghệ thuật ở cả trung ương và địa phương. Với những cố gắng nỗ lực đã nhiều năm liền, Trường Trung cấp Văn hóa Thể thao và Du lịch Bắc Giang được nhận cờ thi đua xuất sắc của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang. Do your mumble.
shake them down, shake them all the night. They get their own program so the girls feel just right. When the morning comes, we start a piece of their wine. Bring them all a casa, that's Italian style. You're insecure, don't know what for. You're turning heads when you walk through the door. Don't need makeup to cover up. Being the way that you are is enough. Everyone else in the room can see it. Everyone else but you. Baby, you light up my world like nobody else. The way that you flip your head gets me overwhelmed. But when you smile at the ground, it ain't hard to tell. You don't know, oh, oh. You don't know you're beautiful. If only you saw what I can see, you'll understand why I want you so desperately. Right now I'm looking at you and I can't believe. You don't know, oh, oh. You don't know you're beautiful, oh, oh. That's what makes you beautiful. Being shy, answer the way when I look into your eyes.